Tình huống diễn ra ở phút 12, Juventus tổ chức phản công sau nỗ lực cướp bóng của McKennie ở giữa sân. Sau trải người Mỹ quan sát thấy Morata và thực hiện pha chọc khe chuẩn xác đến vị trí của tiền đạo số 9. Morata băng xuống đối mặt thủ môn Golini, anh không dứt điểm mà chuyền ngang cho Ronaldo. Đường chuyền làm khó siêu sao người Bồ Đào Nha nhưng bóng lại đến chân Morata. Tưởng như đó sẽ là một bàn thắng dễ nhưng Morata lại chọn cách đánh gót và đưa bóng ra ngoài. Và mọi người đừng quên subscribe channel thứ hai của chúng mình ở đính kèm dưới phần mô tả để không bỏ lỡ những video mới nhất, follow ủng hộ cho channel của chúng mình nha. Đăng ký hội viên Mr. Zero để nhận ngay các ưu đãi cực cool, livestream với MC xinh đẹp, mini game tặng áo đấu và còn nhiều ưu đãi hấp dẫn khác. Đăng ký ngay nhận quà liền tay. Nope, 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 nope. Trong bóng đá, không thiếu để ta bắt gặp những tình huống hài hước, những pha xử lý lỗi của các cầu thủ đã mang lại tiếng cười cho người xem. Những tình huống này đã góp phần xoa dịu đi tính căng thẳng quyết liệt thường thấy ở các trận đấu bóng đá đỉnh cao. Và hôm nay, tôi sẽ cùng các bạn thưởng thức những pha bóng vui nhộn và hài hước nhất trong các trận đấu đã qua. Một tình huống hài hước diễn ra trên sân trong trận đấu giữa Wolverhampton và Chelsea, trong hoàn cảnh đội bóng The Blues đang tấn công trên phần sân đối phương và được hưởng một tình huống ném biên. Ở tình thế rất khẩn trương khi tỷ số đang là 1-1 và thời gian trôi về những phút cuối, Mason Mount ngay lập tức ném biên cho Kanté, nhưng không hiểu tâm trí của cầu thủ người Pháp đang để đâu lại đi ôm gọn trái bóng đang hướng về mình, để rồi Chelsea mất đi quyền kiểm soát bóng và phải chịu một quả đá phạt lên. Một tình huống hài hước không kém khác đã diễn ra, có vẻ như trong tâm trí của Di Maria đang vội vàng đến mức khi bóng chưa qua hết đường biên dọc, cầu thủ Manchester United lại túm gọn trái bóng bằng tay của mình. Một pha bóng khiến huấn luyện viên và cổ động viên bên phía Liverpool phản ứng dữ dội, để rồi sau đó trọng tài thổi phạt cầu thủ Argentina và Liverpool được hưởng cú đá phạt lên. Cầu thủ nữ số 11 bên phía đội bóng áo vàng nhận lấy bình nước trong tay người đồng đội của mình, nhưng rồi hình như cô đang quá khát mà không để ý mình đang cầm ngược bình nước để uống. Rất may, người đồng đội tốt bụng của cô đã kịp thời quay thuận bình nước lại cho cô. Một khoảnh khắc khá thú vị đúng không nào? Ấy chạy từ từ thôi, cho tôi ăn mừng với. Một khoảnh khắc không thể hài hước hơn khi mà sau khi đội bóng áo trắng có được bàn thắng, niềm vui không thể lột tả hết trong các cầu thủ xuất hiện đến mức anh chàng số 10 bám lấy bám để cái áo của đồng đội vừa ghi bàn chỉ để muốn ăn mừng cùng. Kết quả là chiếc áo không chịu được sức kéo đã bị rách, nhưng rồi thôi cứ vui đã, chiếc áo tính sau. Không hiểu anh chàng số 11 định làm gì ở tình huống này. Một pha trả bóng đội bạn không thể fair play hơn. Một pha bóng không hiểu ý đã làm mất đi cơ hội tấn công của đội bóng.
và có lẽ hai cầu thủ bên phía đội bóng áo đen cần phải cải thiện phần liên lạc với nhau hơn ở các trận đấu tiếp theo nếu không muốn sai lầm đó tái diễn lần nữa. Sai lầm của thủ môn luôn mang lại những kết cục rất tồi tệ đến với các đội bóng. Tuy nhiên có những cầu thủ lại không biết tận dụng nó. Trong tình huống này, nỗ lực không muốn để đội nhà bị hưởng cú phạt góc, thủ thành bên phía đội bóng áo trắng đã rướng người kéo trái bóng lại, nhưng anh đã bị kéo lê một đoạn khá xa và bóng vượt khỏi tầm kiểm soát. Tưởng như khung thành đã rộng mở cho cầu thủ đội bạn nhanh chóng ập vào, nhưng rồi anh chàng áo sọc xanh lại dứt điểm vào cột dọc, khiến cơ hội trôi qua một cách đáng tiếc. Một pha xử lý khá cồng kềnh của thủ môn số 25. Ban đầu anh chàng thủ môn này với ý định che chắn để bóng trôi hết đường biên ngang, nhưng trước sự áp sát quyết liệt từ đối phương nên chân anh đã vô tình chạm phải bóng. Và vì không muốn đội nhà phải nhận một quả phạt góc, anh đã cố gắng dùng cả thân mình để che chắn bóng để rồi khiến đối thủ phải phạm lỗi. Quả là một tình huống dở khóc dở cười với anh chàng thủ môn này. Ở trận giao hữu giữa Paris Saint-Germain và Wasland Beveren, khi PSG được hưởng cú đá phạt 11m và đứng trước bóng là Neymar, siêu sao Brazil đã có tình huống trêu chọc thủ môn đội bạn khi hỏi muốn tôi sút về hướng nào, một tình huống khiến anh chàng thủ môn chỉ biết đáp lại bằng nụ cười trừ. Tuy nhiên sau đó, Neymar không trực tiếp là người sút bóng mà tái hiện pha phối hợp giữa Messi và Suarez khi truyền cho Mauro Icardi ghi bàn. Tưởng như đó là pha phản công nguy hiểm của Liverpool trong tình huống 4-3, nhưng rồi với sự không hiểu ý của Salah và Origi, cơ hội phản công đã nhanh chóng bị cắt đầy tiếc nuối.
Một đường truyền cho Salah nhưng anh lại đang tập trung tăng tốc chạy chỗ để rồi không kịp quan sát đường bóng đến với mình. Một pha bóng hành hạ toàn bộ hàng thủ đối phương của anh chàng cầu thủ giữa vòng vây của tới 5 cầu thủ áo trắng, ngoặt bóng sang bên phải, loại bỏ hai cầu thủ mở góc bấm bóng qua đầu thủ môn và tưởng như xà ngang đã cứu thua cho đội bóng áo trắng. Nhưng nỗ lực chạy về gôn của cầu thủ số 22 đã không may trở thành cú dứt điểm bùi vào lưới trống. Một tình huống quá đen cho anh chàng số 22 này. Như vậy chúng ta vừa được theo dõi lại những pha bóng cười ra nước mắt của các cầu thủ ở trên sân. Hy vọng qua video này các bạn đã có những giây phút thư giãn thật thoải mái sau những công việc học tập căng thẳng. Nếu bạn thấy video thú vị, đừng quên ấn like, share và subscribe. Đó chính là động lực cho kênh ra những video mới hấp dẫn hơn nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video lần sau.